Ok, xin chào 200 anh em của Hùng. Hôm nay Hùng sẽ giới thiệu cho anh em cách mà hạ cái form từ cái kiểu mà mullet dài sang layer hoặc là cái kiểu bám Hàn Quốc nhé. Thì bước đầu tiên ấy, mình sẽ đi chia cái phần size ở phần bên trên ấy, làm sao mà nó tách biệt ra hai cái phần thành hai bên và cái phần top bên trên. Làm sao cái đường chia này cho nó thật là sắc nét nhé. Để là bởi vì là khi mà cái đường chia nó sắc nét ấy, thì sau này mình cắt nó mới đẹp được. Và cái phần mai với phần gáy nó sẽ rõ ràng tách biệt ra so với cái phần bên trên ấy. Để ý cái phần gáy của cái kiểu mullet này thì nó rất là dài, nên là anh em chia theo mình nha. Chia theo hai cái khu ở dưới phần gáy ấy, chéo chéo một chút. Ở cái bước này thì mình sẽ cắt một tép tóc làm đường chuẩn, xong mình sẽ phát tán xung quanh đầu theo cái đường chuẩn đấy. Đường cắt sẽ là 90 và góc nâng sẽ là 90. Ở cái bước này, nếu mà anh em nào mà chưa quen những cái thao tác hoặc là những cái góc nâng này, thì anh em có thể là cắt từ từ thôi, cắt chậm thôi. Để ý cái thao tác. Nếu mà mình chưa quen thì mình cứ cắt chậm thôi, từ tốn một chút một. Cái kiểu đầu này thì mình hay cắt những cái kiểu đầu tương tự, nó kiểu như là kiểu layer này, kiểu mullet này, hoặc là two block mà dài ấy. Khách mà yêu cầu người mình để gáy ấy, thì thường mình sẽ cắt cái kiểu như thế này. Sau khi mà mình có một cái đường chuẩn rồi ấy, mà mình cắt xong cái phần khu dưới trước ấy, thì mình sẽ check lại bằng cách là kẹp ngang, xong nâng lên góc 90, xong mình kẹp giật tầng lên, thế là xong. Nếu mà cái gáy nào của các bạn nào mà phần tóc nó quá dài ấy, thì mình cứ kẹp một ít một, tầm 5cm, xong bắt đầu chúng ta cắt lên. Bởi vì khi này ấy, mình đã có cái đường chuẩn sẵn có rồi, thì mình cứ theo cái đường chuẩn đấy mà mình cắt thôi. Cắt làm sao nó liên kết với lại cái phần dưới. Phần trên liên kết phần dưới. Sau khi mà đã có cái phần dưới rồi ấy, thì mình cắt cái phần trên cùng. Phần trên cùng này. Đấy. Phần trên cùng là thì cái đường cắt làm sao nó hơi ôm vào một chút, để cái phần tóc ở phần bên trên ấy, nó dài ra một chút xíu, thì tí nó có cái cảm giác cái phần gáy ấy, nó nhìn nó thon gọn hơn, nó đẹp hơn. Xong bắt đầu phát tán ra hai bên. Đó. Đó là cái cắt mình hay cắt cho khách của mình, và cũng như là để cho anh em tham khảo. Anh em nào học được gì cứ học nhé. Bởi vì đây là những cái kiến thức mình học được từ trên mạng, nên là mình cũng sẽ chia sẻ cho anh em. Ngày xưa thì mình học ở trên mạng thì học toàn là những cái
cái kênh của nước ngoài, hầu như là của Hàn Quốc, của Nhật Bản. Thế nên là cái phong cách cắt của mình nó cũng bị ảnh hưởng của những cái khu vực đấy. Đấy. Cắt làm sao là cái đoạn này ấy, cái đoạn này là mình đang muốn nó liên kết từ gáy đến phần tốp, nên là mình sẽ cắt răng cưa. Cắt răng cưa để mà mục đích là nó sẽ không bị cứng, cái tí nữa cái lọn tóc nó sẽ không bị cứng mà nhìn nó sẽ liên kết vào với nhau. Không biết anh em như thế nào nhưng mà mình lại rất là thích cắt những cái kiểu như thế này. Vì cắt những cái kiểu như thế này ấy, thì mình sẽ không bị phụ thuộc vào không phụ thuộc vào tông đơ. Lúc đấy mình sẽ cắt theo ý của mình. Cái phần tóc trên này thì anh em làm sao mà căn làm sao cho nó phù hợp, cho nó liên kết với lại hai cái bên thành. Ở cái phần này thì cái quan trọng nhất là anh em phải cảm nhận được, học được cái cách cảm nhận. Cách cảm nhận nó rất là quan trọng. Cảm nhận làm sao mà tóc khu nào đang dày, tóc khu nào đang mỏng, và cảm nhận làm sao được cái độ rơi. Khi mà mình cắt xong ấy thì mình phải hình dung được là tóc nó sẽ rơi vào vị trí nào, và cái hiệu ứng khi mà mình cắt, mình nâng góc 90 với lại góc 45 nó sẽ là như thế nào. Mình phải hình dung được điều đấy. Sau khi mà mình có một cái khung hoàn chỉnh như thế này rồi thì bắt đầu mình sẽ đi những cái khu vực chi tiết, đó chính là cái đường mai và cái đường gáy, làm sao cho nó chi tiết sắc nét. Đó, cố gắng nha, làm sao cho nó thật là chi tiết, thật là sắc nét vào. Càng chi tiết càng sắc nét càng tốt. Ở cái đường cái phần vành tai, phần móng ngựa, phần vành tai ấy, thì anh em có thể là dùng cái chấn viền, cái detailer ấy, thì mình cắt làm sao cho nó sắc nét nhất có thể là được. Bởi vì cái khu vực này nó sẽ không nhất thiết là mình phải dùng kéo đâu. Bạn nào quá cứng về kéo thì mình mới lại dùng kéo mình bấm cho nó thật là sắc nét thôi. Điểm nhấn của những cái kiểu kiểu đầu này ấy, thì nó là cái vành tai là một này, cái gáy là hai này, và hai cái bên tóc mai. Đấy là điểm nhấn, và cái điểm nhấn tiếp theo là nó ở cái phần trên đỉnh đầu. Bình thường ấy, khi mà mình cắt cái phần tốp phần bên trên ấy thì mình sẽ chia kiểu như là mũi khế ấy. Thì mình sẽ lấy cái phần xoáy làm phần trọng tâm, xong bắt đầu mình chia hình mũi khế từ cái phần xoáy, sẽ tẽ ra các cái đường chia nó phụ thuộc, nó xoay quanh cái phần xoáy. Cách sấy nó cũng rất là đơn giản thôi, nó như là bao cái cách sấy bình thường trước vậy. Nó rất là đơn giản thôi. Rất đơn giản, không có gì mà cầu kỳ quá.
Bình thường cái sấy kiểu này thì lúc mà mình tỉa ấy thì nó đã có cái độ phồng nhất định rồi. Đấy, anh em mà cắt xong nhé, còn lưu ý là cái cách tỉa nữa. Tỉa làm sao cho nó có cái độ phồng nhất định. Đấy. Xong bắt đầu khi mà nó đã có cái độ phồng nhất định rồi thì mình chỉ cần sấy qua một chút, miễn là cho nó cong cong cái phần ngọn một chút là bắt đầu mình vô sáp được rồi. Không cần phải rườm rà quá, mình sấy lâu quá đâm ra nó thứ nhất là tốn điện, thứ hai là nó rất là mất công, mà nó lại không tốt cho cái phần da đầu cũng như là cái phần tóc của khách, bởi vì sấy càng nhiều thì nó sẽ càng khô. Ở trong cái kiểu đầu này ấy, thì mình khuyên các bạn là nên chọn cho khách những cái loại sáp, thí dụ như Vocalic này, Aure này, hoặc là Clear Cut, những cái dạng sáp mà nó khô khô một chút. Xong bắt đầu là mình đi tạo lọn vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Cái clip ngày hôm nay thì mình có làm nó hơi nhanh một chút, thì anh em cố gắng là làm sao mà xem xong rồi mình học được cái gì thì nó rất là tốt cái đấy. Và quan trọng nhất là mình muốn gửi tới anh em cái quy trình mà cái cách bình thường mình cắt một cái kiểu đầu layer hoặc là mullet nó sẽ như thế nào, thì anh em để ý cái quy trình ấy và cái thao tác. Còn thực ra làm video dài thì anh em cũng chả xem mấy đâu, thế nên là từ giờ trở đi chắc là mình sẽ làm cái những cái video nó tầm 15 phút trở lại thôi, làm sao nó cô đọng nhất. Mình muốn truyền tải lại cho anh em cái quy trình, cái quan trọng là cái quy trình mà làm cắt bất kỳ một đầu nào, hạ form hoặc là tôn tạo lại form hoặc là cắt kiểu đầu nào đó. Nếu như mà anh em thấy hay và có ích cho mình ấy thì anh em cho mình một cái lời động viên, đó chính là cái đăng ký kênh này và like, subscribe hoặc là comment, hoặc là kết bạn Facebook với mình, có gì thì trao đổi giao lưu về cái kiểu tóc ấy. Ai mà làm được rồi thì cứ đăng lên Facebook xong tag tên mình vào, coi như lời cảm ơn của mình. Ok, chúc tất cả anh em thành công. Yêu quý 200 anh em của Hùng. Ok.